Xin chào tất cả quý vị bạn cùng quay trở lại với xe 2 giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe MG5. Khi mà sang tháng 1 năm 24 lại, chiếc xe MG5 nó đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 2 giờ cũng chuyên về giá xe Tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok đi vào chi tiết ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. À. Với giá miết của chiếc xe đang là 588 triệu. Sang tháng 1/54 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 475 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 113 triệu đồng đi ạ. À. Vậy thì chiếc xe m 5 bản Luxury này là nó đang là 568 triệu. Còn tỉnh thì 536 triệu tỉnh áp thương trăm thì 548 triệu và ở Thế Minh thì 556 triệu ạ. Và trả góp thì đàn là 193 triệu, tỉnh thì 162 triệu, tỉnh áp thương trăm thì 174 triệu và ở Thế Minh thì đang là 181 triệu ạ. Còn anh em giàu tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Đó là phần giá xe và tổng đồng bánh ạ Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe MG5 bản Luxury ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m675 Rộng là 1m843 Còn cao là 1m480 Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m680 ạ tổng thể của chiếc xe này thì nó rất là dài và rộng em nhá. Tiếp theo tiêu điểm về phần đầu xe, đầu soi xe của chiếc xe MG5 bản luxury này thiết kế có mặt lưới cản nó rất là to bản ạ, giúp cho phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ. về tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe MG5 này nó sẽ có camera 360 độ đấy ạ, camera 360 độ em nhá. chiếc xe này nó rất rất nhiều option đi ạ. Rồi bật về phần đầu xe của chiếc xe MG5 bản Luxury này, đó chính là có cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED đấy em nhé, đèn Full LED ạ. Ngoài ra thì nó sẽ có giải đèn LED ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn ạ. Đó. Còn về sườn xe của chiếc xe MG5. Bản Lasudi này nó thì nó không phải dập nổi quá nhiều đâu. Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. À. Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 17 inch đấy ạ. Rất rất to bản và thiết kế mâm xe của chiếc xe này nó rất là sang trọng, rất là thể thao. Đấy, vành màu đen kèm với cả màu bạc trắng ạ. À. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố được phanh điện tử LD hỗ trợ phanh cần cấp BA và rất nhiều tính an toàn nha em nhé. Về phần gương chiếu hậu ạ, à, gương chiếu hậu của chiếc xe MG5 này nó sử dụng là gương chiếu hậu à, cùng màu thân xe, à, tích hợp trên đấy là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. À, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cục gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương và có cả camera 360 độ tích hợp trên gương chiếu hậu luôn đấy ạ. À. Chân kính phía trên thì nó thiết kế nó rất là nổi bật, phía dưới thì dạng nhựa thôi em ạ còn về tay nắm cửa của chiếc xe này tay nắm cửa của chiếc xe mg5 này thì tay nắm cửa cùng màu thân xe đấy ạ cho cả bốn cánh cửa Đó. về phần uh, trần xe trần xe của chiếc xe mg5 này nó sẽ có cửa sổ trời em nhé cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên đấy ạ Đó. anten trên kính rồi đấy ạ còn đây giới thiệu cho về phần đuôi xe đuôi xe của chiếc xe mg5 bản uh, luxury này nó cũng được uh, thiết kế nó không phải quá góc cạnh đâu ạ. Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Rồi bật về phần đuôi xe của chiếc xe MG5 này, nó sẽ cụm đèn phía trước và phần uh, cụm đèn phía sau và cản sau ạ. Cụm đèn phía sau của chiếc xe MG5 này, nó sử dụng là đèn uh, đèn nét em nhá. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. còn về phần uh, cản sau của chiếc xe M5 này nó sẽ có tính an toàn như là hệ thống uh, cảm biến lùi camera lùi ạ và cản sau của chiếc xe này thì nó sẽ có bô nó sử dụng là bô kép em nhá cản sau nó thiết kế nó rất là góc cạnh và rất là thể thao đấy ạ có cánh hương gió ạ. Đó. về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 7 lít 8 ngoài đô thị đang là 5 lít 3 kết hợp trung bình đang là 6 lít 1 thôi ạ rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ Ok giờ sang phần nội thất giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe M5 ạ Nội thất của chiếc xe M5 này nó sử dụng là không gian nội thất màu đen ạ Không gian nội thất màu đen này giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn ạ Đó, Rất là sang trọng em nhá. Ghế được bọc da đấy ạ Ghế được bọc da nhé Ngồi rất ôm ghế đấy ạ Đây quay cho anh em chi tiết hơn về bên ghế của chiếc xe này, ghế da chỉ đỏ đấy ạ. Đó, rất là thể thao. Về ghế của chiếc xe này nó ghế chỉnh điện 6 hướng nhé Chỉnh điện 6 hướng đấy ạ. Đó. Còn ghế bên phía phụ nó sẽ là ghế chỉnh cơ 4 hướng ạ. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe MG5 ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe MG5 này nó sử dụng không gian là màu màu đen, giống như cái đầu tiên nhé màu đen, được bọc da đấy ạ. Hàng ghế thứ hai để ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Ok sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho anh em chi tiết hơn về bên hàng ghế đầu tiên ạ. Đầu tiên uh, giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu á, được bọc da sở rất mềm mại ạ. Tích hợp chiếc vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Đấy, bàn hồ táp lô của chiếc xe này bàn hồ táp lô uh, màn hình ảo 7 inch em nhá. Thiết kế nó rất sang trọng đấy ạ. Đó. Còn về túi khí bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhá. Vô lăng thì thiết kế kiểu vô lăng dạng cắt đây ạ. Về màn hình giải trí của chiếc này màn hình cảm ứng 10 inch có kết nối Apple CarPlay đây, Auto Android, cổng 4 cổng USB và có cả kết nối Bluetooth ạ. Về số loa bản này nó sử dụng là 6 loa đấy ạ. Còn về hệ thống điều hòa Chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa chỉnh tay kháng bụi ạ. Có bên ghế phụ này. Thiết kế bên trong này rất là sang trọng, ngồi rất là rộng rãi anh em nhá đây là phần hộp số này hộp số của chiếc xe này nó sử dụng là hộp số số tự động vô cấp đấy ạ có chế độ lái thể thao à, 8 cấp giả lập ạ chiếc xe này nó rất là cục trước em nhá có trợ lực điện đấy ạ à, mà ngoài ra thì sẽ là có phanh tay là sử dụng phanh tay điện tử rồi này phanh tay điện tử rồi em nhá phân khúc hạng C nhưng mà giá tiền tương đương với phân khúc hạng B rất là tuyệt vời bể tí tay trung tâm rất là to bản đấy ạ còn đây chỗ này hốc để nước này bể tí tay trung tâm này bọc ra này Đó. cửa gió cho hàng ghế thứ hai này còn về động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 với công suất cửa đài nó đang là 112 mã lực trên cho 6 vòng phút ạ còn mô men xoắn cửa đài nó đang là 150 Nm trên cho 4.500 vòng phút ạ Tốc độ đa của chiếc xe này có thể đạt được là đó chính là 180 km h đấy ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có rất nhiều các tính an toàn em nhé. Có rất rất nhiều tính an toàn đấy ạ. Về túi khí và này nó sử dụng là 6 túi khí ạ. Ngoài ra hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh gần cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe, hệ thống kiểm soát độ bám đường, hệ thống visa điện tử ạ hệ thống cảm biến áp suất lốp trực tiếp ạ, hệ thống hỗ trợ khởi hành dốc, hệ thống kiểm soát uh, phanh vào góc cua, hệ thống uh, chức năng làm khô đĩa phanh, rất tuyệt vời em nhé hệ thống uh, kiểm soát uh, uh, hành trình của đuôi con trôn, cảnh báo đêm mù, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống cảnh báo phương tiện uh, va chạm phía sau ạ. Còn về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó sẽ có các màu cho lựa chọn như sau, như màu vàng mình đang xem và màu và màu xám ạ. Ok, vậy giờ này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe ạ. Tổng bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG5 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của MG cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ được chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ.